Xin chào các bạn. Hôm nay cuối tuần tiếp tục mình lên mã số để giao lưu với các bạn một số cái nho thân gỗ nữa ha. Thì theo thường lệ là mình sẽ đăng video vào lúc 18 giờ, tức là 6 giờ chiều mỗi tuần thứ bảy và chủ nhật nha các bạn. Thông báo cho một số anh em muốn săn cây đẹp thì người ta có cái khung giờ cố định để cho người ta theo dõi để người ta săn mã cho sớm ha các bạn. Thì hôm nay mình cũng soạn ra rất là nhiều mã. Anh em nào không thích mã nào thì có thể tua nhanh qua những cái mã còn lại ha. Đầu tiên trước mắt mình là một cái lô 12 vụ, lô 1,2 triệu, một cái lô quen thuộc của anh em hay lựa. Nói chung là cái lô này thì cái chiều cao cây và kích cỡ cây thì nó khá phù hợp với những cái anh em nào mà thích chơi nho thân gỗ loại to ha. Nó cũng là cái dạng mà tầm trung đó, nhiều anh em hay chọn cái dạng này. Thì bây giờ mình vô cái mã đầu tiên ha. Thì cái lô 1,2 triệu này là lô 12 vụ hết nha các bạn. 1,2 triệu, lô 12 vụ hết và gồm có 5 mã. Thì đây, cái mã đầu tiên là cái mã 8A. Mã 8A thì cái lô này á, là cái lô mà cũng già cây rồi ha, và cũng ra rất là nhiều đợt trái rồi. Hiện tại thì nó cũng đang ra một số trái xanh ở trên cây và hoa nha các bạn. Thường thường thì mình sẽ lựa những cái cây nào mà ra trái và hoa trước thì mình sẽ quay trước nha. Thì trong vườn thì cũng khá là nhiều cây chứ không lúc nào mà nó ra hết được. Đó, nó sẽ ra từng đợt mà có cây ra trước và cây ra sau. Thì cây nào ra trước thì mình sẽ lựa ra mình quay trước. Đó, cho nên anh em là muốn thích lựa những cái dáng ngoài những cái lô này thì các bạn có thể nói với mình để mình chụp thêm nha các bạn. Nhưng mà những cái cây đó thì mình chụp thêm thì những cây đó có thể nó sẽ chưa có ra bông ngay lúc đó nha các bạn. Nói chung cái lô này khá là đẹp nè. Cái lô này cây nó rất là khỏe, là lý do là nó là cái lô dinh dưỡng nha. Bầu đất của nó là cái bầu dinh dưỡng, cho nên cây nó rất là tốt, lá rất là xanh, xanh mượt, xanh đậm luôn. Đó, các bạn thấy cái chất chồng nó rất là ít, nó lòi rễ lên luôn nhưng mà lá nó vẫn xanh mượt các bạn thấy không. Bởi vì cái điểm mà khác biệt giữa cái lô dinh dưỡng và cái lô bầu đất là nó sẽ khác nhau, và cái giá sỉ của nó mình nhập về nó cũng khác nhau nữa nha các bạn. Cây này cũng khá là đẹp các bạn, cái dáng khá đẹp á, thoát thân đi lên ha. Đặc biệt cái lô này là nó phân cành nhánh rất là đều các bạn, phân cành nhánh rất là đều nè. Đó, nhánh nó phân rất là đều. Cho những anh em nào mà chơi kiển á, thích uống á, thì các bạn có thể uống ha các bạn. Đó, thoát thân lại lên rất là đẹp. Đưa làm 2-3 nhánh ha các bạn, 3 nhánh. Và chiều cao của nó thì tầm khoảng chừng 1,5 m ha các bạn, 1,5 m. 1,5 m đô lên nha, 1,5 m đô lên. Tàn thì khá là đều rồi. Tàn khá đều. Đẹp ha các bạn. Đa phần là những cái lô này cái dáng nó đẹp. Lô này là lô 1,2 triệu 12 vụ nha, mã 8A 12 vụ, lô 1,2 triệu bao ship. Và mình sẽ giới thiệu vô các bạn tặng phẩm của cái lô hôm nay. Thì cây giống của mình nó tặng cũng hết rồi các bạn, cho nên mình chỉ còn thuốc thôi. Và mình sẽ tặng cho các bạn một cái combo thuốc ha. Thay vì lúc trước mình sẽ tặng một cây giống và một cái gói kali, thì hôm nay mình thay cái gói này thành cây giống nha các bạn, là gói kích hoa 10-60-10. Và mình sẽ tặng các bạn hai gói các bạn đặt một cây thì sẽ tặng hai gói ha, là gọi là combo. Thì các bạn có thể sử dụng chung vẫn được ha. Kali thì để cho mình dưỡng hoa nè, còn cái gói này để kích hoa nè. Đó, khi mà các bạn về các bạn sang chậu đó, nó ra một cái đợt hoa đầu thì các bạn sẽ sử dụng combo này để mình kích hoa đó. Mình kích hoa xong thì mình sẽ cho nó ra những cái đợt sau, cho nó ra trái tự nhiên, không cần kích nữa nha các bạn. Chủ yếu mình kích những cái đợt đầu để cho nó ra trái lại, ra trái nhanh nha các bạn. Cái gói đó sử dụng cũng hai cái combo này sử dụng rất là hiệu quả nha các bạn. Cây này là cây 1A và cái dáng cũng khá là đẹp luôn. Thoát thân ngắn và đưa lên hai nhánh nha. Cây cũng đang ra trái xanh và hoa. Quá trời trái luôn ha. Nói chung cái lô này cũng khá là tốt rồi, tốt cây à. Trái ra cũng khá là nhiều. Dán nó là một thoát thân một cốt đi lên và đưa lên hai nhánh nha các bạn, đưa lên hai nhánh nha. Phân tàn cũng khá là đều luôn nè. Và chiều cao của nó thì cũng tầm 1,5 m cho đổ lên ha các bạn. Cây rất là mượt. Còn khá là nhiều mã phía sau á, các bạn có thể muốn
Muốn xem cái lô mà 1 triệu mốt thì các bạn có thể tua qua nha. Cái này là lô 1,2 triệu. Mình sẽ quay kỹ cho những anh em nào mà thích chơi dáng đẹp thì các bạn có thể theo dõi kỹ ha. Và cái tiếp tục là cái mã 14B. Mã 14B cũng là 12 vụ và lô 1,2 triệu bao ship luôn nha các bạn. Đặc biệt cây này thì nó có cái một cái đế nè. Một cái bộ đế đế thú ha các bạn. Cho nên mình đôn cái đế nó lên cho các bạn xem. Và cây cũng đang ra trái nè. Đang cây thì đang bông bông da nha các bạn. Bông da là nó đang lớn, đang phát triển á, là nó bông da. Đang phát triển thì nó bông da. Mấy cái da này thì mình lột ra được cũng được, mà mình để nguyên cũng được nha. Mình lột ra sợ nó bị rụng bông, các bạn thấy không? bông nó đâm ra dính vô cái da là các bạn, nếu mình lột ra nó rụng bông ha. Đó, còn không lột cũng vẫn được. Cây này thì nó có một cái dáng hơi bay qua một bên ha các bạn, dáng bay qua, hơi bay qua một bên, dáng cũng khá là đẹp ha. Cái này các bạn biết cách chơi kiểng hay về các bạn khai thác thêm ha. Hôm trước thì cũng có một cái cây cũng cái dáng giống như vậy, và dáng bay thì cũng đã có một anh khách anh mua rồi. Dáng như thế này thì nó cũng hiếm ha các bạn. Cây hiện tại đang ra trái xanh rất là nhiều, trái xanh và hoa rất là nhiều. Nó thường thường nó phân ra nhiều nhánh thì nó sẽ có nhiều hoa và trái hơn một nhánh ha các bạn. Nó được ngợi hơn ha. Cây nó được trái nhiều hơn. Cây này đặc biệt là một cốt và lên nhiều nhánh nè. Thêm một cái dáng quái, cái đế quái dưới đây nữa nè, nghiêng bay qua bên nữa, nhìn đẹp. Và chiều cao của nó thì cũng tầm 1,5 m nha các bạn, cũng cao ngang ngửa nhau, cũng tầm 1,5 m. Cây cũng phân tàn cũng khá là đều, tốt. Tốt cây. Rồi, mình tiếp tục qua cái mã bên đây là cái mã 5B nha các bạn. Mã 5B cũng là 12 vụ, lô 1,2 triệu bao ship nha các bạn. Và cây này thì cũng là một cốt đi lên nhiều nhánh nha. Một cốt đi lên nhiều nhánh. Sắp tới mình sẽ về thêm cái lô này nữa nha các bạn, tại vì cái lô này cây nó đẹp, nhiều khách ưa chuộng cái lô này. Thì sắp tới mình sẽ về thêm một mớ lô tứ quý sinh viên nữa, và một mớ lô 12 vụ, lô 1,2 triệu này nữa nha các bạn, lô bầu dinh dưỡng. Hy vọng là sắp tới sẽ có những cái hàng đẹp hơn. Chắc trong tầm khoảng chừng giữa tháng 11 nha các bạn, giữa tháng 11 mình sẽ về. Cây này thấy chiều cao của nó cũng ngang ngửa mấy cây kia ha, cũng tầm 1,5 m ha. Phân tàn cũng khá là đều luôn. Cây thì rất là tốt cây. Mã 5B nha các bạn. Tiếp tục. Mã 9B. Mã 9B cũng là 12 vụ, lô 1,2 triệu luôn nha các bạn. Cây cũng là một cốt đi lên nhiều nhánh luôn. Một cốt đi lên nhiều nhánh. Cây thì cũng đang ra trái, trái đỏ và bông. Mã 9B, cành nhánh cũng đều lắm nha các bạn, cành nhánh đều. Chiều cao của nó cũng tầm 1,5 m ha. Cây rất là tốt luôn. Sau video mình có sẽ chụp lại từng mã cho các bạn ha. Các bạn kết bạn Zalo mình sẽ gửi cho các bạn một lượt hình ảnh luôn, để cho các bạn tự lựa thêm ha các bạn. Rồi kết thúc cái lô 1,2 triệu thì mình sẽ qua cái lô 1,1 triệu nha các bạn. Lô 1,1 triệu thì nó sẽ bé hơn một tí, nhưng mà nó độ tuổi thì nó cũng già cây rồi, và cũng ra nhiều đợt trái à. Đây là cây 2B, lô 1,1 triệu nha. Thì nói chung là chênh lệch cũng không có bao nhiêu. Đặc biệt cây này thì nó có một bộ đế đẹp, cho nên mình có lên cho nó một cái chậu tròn. Đó, lên một cái chậu tròn ha, để anh em về thì có thể anh em có mua cái chậu giống như vậy, để các bạn lên giống như vậy. Thì cây nào mà có bộ đế đẹp thì các bạn cứ đôn cao lên ha các bạn. Cứ đôn cao giống như mình nè, trồng ngang mặt chậu và đôn cao lên.
Đó. Tại cái chậu này là chậu bằng nhựa nha các bạn. Các bạn về các bạn sẽ lên một cái chậu xi măng để mình chơi cố định luôn. Cái này đặc biệt cái là nó có cái độ phình đây à, và hai cọng rễ đây, nhìn nó lạ à, và nó đang có một đùm trái xanh và bông li ti. Cây mã 2B lô 1,1 triệu bao ship, và cây này là 12 vụ nha các bạn, 12 vụ, phân tàn cũng khá là ok. Lô 1,1 triệu. Tiếp tục là cây tứ quý. Lô 1,1 triệu thì nó có tứ quý nha các bạn. 17B là cây tứ quý nha. Lô 1,1 triệu đang trái, siêu trái luôn. Lô này cũng là lô bầu dinh dưỡng nha các bạn. Nè, bầu dinh dưỡng đắt xốp, đắt pha sẵn xốp, chất dinh dưỡng nhiều. Và cây này thì tàn cũng khá ok, phân tàn đều. Cây thì đang trái xanh và bông rất là nhiều ha. Chiều cao của nó thì tầm khoảng chừng 1 mét, cái này là tầm chắc tầm 1 mét 2 đổ lại thôi. Đó, phân tàn tròn đều 1 mét 2 nha các bạn. Lô 1,1 triệu nha. Rồi tiếp tục là cây 12 vụ. Bên đây nó đang nắng thì mình sẽ lôi nó ra khúc này ha, để quay ngược nắng thì nó sẽ tối. Đây là cây 12 vụ lô 1,1 triệu. Cây này cũng khá là ok nè. Cây này cũng đẹp lắm nè. Dạ nó đang trái rất là nhiều nha các bạn. Trái rất là nhiều. Thường thường á, mình quay video vào thứ bảy chủ nhật các bạn. Mình chụp hình mã số và mình lưu vào trong máy. Ví dụ hôm nay là chủ nhật thì mình quay mã số này 12A. Trái rất là nhiều ha. Nhưng mà khi mà các bạn coi cái clip này vào ngày thứ 2, thứ 3 thì có thể những cái trái này nó đã chín và nó rụng đó các bạn. Đó, cho nên anh em là muốn xem cái hình ảnh hiện tại của nó, nếu mà các bạn coi cái video trễ á, các bạn muốn coi cái hình ảnh hiện tại của nó thì có thể nói với mình để mình chụp lại cho các bạn xem nha. Còn mình chụp ngày chủ nhật thì mình sẽ lưu vào trong máy là cái hình ảnh này lúc ngày chủ nhật nè, thì trái quá trời trái luôn nè các bạn thấy không? Đó. Rồi đến tới ngày thứ 5, thứ 6 các bạn coi cái clip đó thì các bạn nói cây 12A thì lúc đó là trái nó cũng đã rụng bớt một mớ rồi. Chứ nó không phải là nó còn hoài nha các bạn. Thì cái lượt trái này là khoảng chừng 3 ngày sau là nó chín. Và 3 ngày sau nữa thì nó sẽ rụng ha các bạn. Nó cũng nhanh chín và nhanh rụng lắm nha các bạn. Đó. Cây này thì nó có một cốt đi lên. Một cốt đi lên nè, phân làm hai nhánh nè. Dáng cũng khá là ok và đặc biệt cái là trái cực kỳ trái luôn. Đó, những cái cây mà nó đã vô tuổi trái của nó rồi thì ra trái rất là nhiều nha các bạn. Một cây có thể cho đến gần cả trăm trái á. Cái chiều cao của cây này cũng khá là cao nha. Cây này cao tầm khoảng chừng 1m3, 1m4 và cây cũng đang rất là khỏe nè. 3,4 mà nó nằm trong cái lô 1,1 triệu nha. Lô này là lô bầu đất nè. Bầu đất nè, đất cứng nè. Lô 1,1 triệu nha. Rồi tiếp tục bên đây cái lô 1,1 triệu là bên đây là cây tứ quý. Cũng kéo qua bên đây để cho nó rõ hơn nha các bạn. Cũng là lô 1,1 triệu mà là tứ quý nha các bạn. Cây nãy 12 vụ, cây này tứ quý, mã 19B. Và cây tứ quý này thì là lô bầu dinh dưỡng, cây khá là khỏe. Bộ dinh dưỡng nha. Cây cũng đang ra bông mà trái xanh rất là nhiều. Thì cái lô nào mà bầu đất thì mình sẽ nói bầu đất, và bầu dinh dưỡng nó sẽ bầu dinh dưỡng nha các bạn. Thì nhiều anh em thì nói bầu dinh dưỡng thì các bạn về các bạn có thể giữ nguyên cái chất trồng đó luôn. Các bạn thêm vô chất trồng mới, tại cái chất trồng dinh dưỡng thì nó rất là tốt. Còn đất thì các bạn về có thể tỉa ra bớt ha. Thêm cái chất trồng của mình vô thêm nhiều chút. Cây phân tàn cũng khá là đều luôn. Thường cái bầu dinh dưỡng cái trái nó sẽ nhiều hơn cái bầu đất các bạn. Đa phần là những cái lô này là tàn tròn rất là đẹp. Tứ quý mã 19B lô 1,1 triệu bao ship. Rồi tiếp tục là thêm một cái lô 1,1 triệu 12 vụ nữa nha các bạn.
cây 20B 12 vụ, lô 1,1 triệu, một cốt thẳng đi lên nhiều nhánh. Cây này là cái dáng gọi là cái dáng cơ bản luôn nè, thẳng nè và đưa lên nhiều nhánh nè, đó dáng cơ bản luôn. Mấy cây này các bạn thấy vậy chứ các bạn lên chậu là nó nhìn nó sẽ đẹp đấy các bạn, lên một cái chậu xi măng nhìn nó sẽ đẹp hơn là để với bầu vải này. Mã 20B các bạn, lô 1,1 triệu bao ship, một cốt thẳng lên nhiều nhánh. Và cây này thì cái chiều cao của nó là tầm 1m2 các bạn, 1m2, chiều cao tầm 1m2. Rồi mình qua bên cái mã bên đây cũng là lô 1,1 triệu luôn nha các bạn, là 12 vụ. Hiện tại thì cái lô 1,1 triệu 12 vụ mình còn khá là nhiều cho nên mình quay nhiều quá các bạn. Cây này cũng đang ra trái nè. Trái đùm đùm luôn ha. Cây này thì nó lùn các bạn, lùn. Và tàn nhánh thì nó tùm luôn, xanh mượt luôn. Rất là khỏe, rất là tốt. Một cốt lên ha các bạn, một cốt lên. Tiếp tục cây bên đây cũng là 12 vụ, lô 1,1 triệu ha, 1,1 triệu bao ship 10A, cây cũng đang ra trái. Hôm nay thì cũng rất là nhiều cây ra trái cho nên mình soạn ra rất là nhiều mã luôn. Cây này thì nó cũng là một cốt đi thẳng đi lên các bạn, một cốt thẳng đi lên, cũng phân làm 3 nhánh nha. Chiều cao của nó thì cũng tầm 1m2 các bạn, 1m2. 1m2 đổ lại. Cây ra trái thấy ham các bạn. Nhiều khách anh em thích cây trái nhiều. Mà trái nhiều thì mình có nói trước với các bạn, trái nhiều nhưng mà vận chuyển đi nó sẽ rụng. Chứ không còn cách nào mà không rụng hết. Tại vì cái trái nó, cái cuống nó rất là nhỏ. Các bạn thấy cái cuống nè, nhỏ xíu à đó, mình lắc nhẹ cái là nó rụng rồi. Bông của nó li ti nhóc nè đó, cho nên không có cách nào mà giữ trái lại được, trừ khi là nó đi nhanh tới, hoặc là cái thằng shipper nó vận chuyển cây nó nhẹ cho mình thì trái nó vẫn còn. Còn bình thường nó thấy cái bịch cái là rụng liền, nó sóc nhẹ xuống cái là rụng liền đó. Đơn giản thôi, mình khiêng ra đây mình quay clip thôi, mình để nhẹ xuống mà để hơi mạnh tay một tí là nó rụng. Hiện tại cây trái này, bông chung cái lô 12 vụ thì nó sai bông lắm, sai trái lắm. Cây này thì một cốt đi lên các bạn, một cốt đi lên phân 2 nhánh nha. Cây này đơn giản, 1,1 triệu bao ship, tàn cũng khá là đều, chiều cao tầm 1m1 đổ lại nha các bạn. Tiếp tục là cây 4B nha, cây 4B. Cây 4B là cũng là 12 vụ, lô 1,1 triệu. Cây này thì một cốt đi lên và 3 nhánh nha, phân làm 3 nhánh. Cây này cũng đang ra trái luôn nha các bạn. Cái này là không phải là dáng nghiêng nha, do là cái bầu đất nó hơi bị ấy, lung lay. Thì sao cái dẻo này mình có thể mình lên cho nó một cái bầu cố định cho nó vững hơn tí ha các bạn. Và chiều cao nó tầm 1m1 ha, 1m1 đổ lại. Cây đang ra tự rất là nhiều luôn. Rồi, cái cuối cùng là một cái lô whip nha các bạn. Lô 2,5 triệu. Thì lô này anh em cũng khá gành cái lô này rồi. Hiện tại nó còn ít cây cho nên lâu lâu thì mình xen vô một cây thôi. Còn anh em nào mà thích lô này thì có thể nhắn tin riêng cho mình ha. Cũng ít khi mình lên video cái lô này. Hiện tại cây này đang ra trái rất là nhiều nên mình đem mình quay luôn. Chứ còn mỗi lần quay khiêng ra khiêng vô rất là nặng các bạn. Cái bầu này tầm là 30kg, 30kg hơn. Cho nên mình làm biếng khiêng ra mình quay lắm. Đa phần mình quay cái lô 1,2 triệu thôi.
Mà lô 2,5 triệu này mình để xí trong kẹt á, làm biến khiên ra lắm. Mà cái cây này hoành thân nó, cái hoành thân của cây này á nó to gấp đôi cái hoành thân cây 1,2 triệu các bạn, to gấp ba, gần ba ngón tay. Đó, gần bằng cái cùm tay mình luôn. Rồi quay trên clip các bạn thấy gì chứ, ở ngoài rất là già cây, thoát thân ngắn nè, đưa lên 2 nhánh nè. Thì những cái lô già cây này thì về sang chậu lên mà nó thuần chậu rồi nó ra trái rất là nhiều. Thì đặc biệt nho thân gỗ là càng già cây, càng già tuổi thì trái nó càng nhiều nha các bạn. Thì bởi vì quan trọng là các bạn lựa cái độ tuổi á, ví dụ cái độ tuổi già cây thì trái nó nhiều, và độ tuổi non cây thì trái nó thưa. Hàng quýt thì mình để phía sau phía déo. Anh em nào thích chơi lô to thì chơi mấy cái lô này ok hết các bạn. Tàn thì rất là tròn đều rồi. Nói chung là tàn những cái lô 2,5 triệu này là bung tròn đều lắm, và cây rất là khỏe. Chiều cao của nó cũng khá cao nha các bạn, nhìn vậy chứ nó khá cao. Cao có thể ngang đầu mình, 1,5 m hơn. Cái dáng cây này cũng khá ok nha các bạn, cây này cũng khá ok. Mình cũng có lựa ra một số cây đây nữa, sau này mình trồng ở ngoài vườn để mình lấy trái mình làm rượu hết các bạn. Và mình nhập thêm một số cây to hơn nữa. Rồi, cây 2,5 triệu này là tứ quý nha các bạn. Và lô này lô zin nha, không phải ghép nha. 17A, lô 2,5 triệu bao ship. Rồi mình kết thúc video tại đây nha. Anh em nào thích cái mã nào thì có thể liên hệ mình. Rồi mình chụp hình cái mã đó mình gửi lại cho các bạn lựa thêm lần nữa ha. Cây này đặc biệt, cây này thì mình thấy nó đẹp, trong cái đám này thì cây này nó đẹp ok nè, đẹp nhất nè. Thì anh em nào có cái sở thích nào thì các bạn có thể liên hệ mình ha. Rồi mình chào các bạn.